Xin chào bà con đến với kênh Trạc Giống Chú Hay Hồi. Thì cũng lâu rồi em chưa có làm clip nào để chia sẻ cho bà con. Thì hôm nay em xin quay clip để chia sẻ cho bà con cái quy trình nuôi ốc trên bể bạc. Thì hôm nay bà con thấy không, bèo tai tượng ở trong bể bạc của em đã bị úa vàng và bị sâu ăn rất là nhiều ha. Thì cái bèo này tầm khoảng 2 tháng nay rồi em không có xịt thuốc dữ gì hết á, nên sâu ăn rất là nhiều. Bể này là bể ốc bua đen nha bà con. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho bà con cái loại thuốc mà trừ sâu sinh học mà trong quá trình mình nuôi con ốc á, thì mình xịt sâu thì không ảnh hưởng đến con ốc. Còn bể đây là bể ốc lát thì nó cũng bị sâu ăn nhưng mà rất là ít. Thì em vẫn xịt dưỡng nó luôn để cho bèo nó không đề phòng sâu nó ăn nhiều quá. Thì trước tiên em xin cảm ơn bà con rất là nhiều đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Thì cũng là cái nguồn động lực để cho em ra những clip mà để chia sẻ cho bà con, để cho bà con nuôi cho con ốc trên bể bạc cho nó thành công. Thì con ốc nó, đây là ốc lát nha bà con. Thì ốc lát á, thì cái nó sẽ lớn chậm hơn cái con ốc bua đen nhưng mà nó sức sống nó cao hơn nha bà con. Cái về cái mòn đít thì nó vẫn có mòn nhưng mà nó sẽ mòn ít hơn là con ốc bua đen. Thì cái vấn đề mòn đít á, thì cũng có rất nhiều bà con là thắc mắc hỏi là mình nên xử lý như thế nào mà con ốc nó đã bị mòn đít. Thì clip tiếp theo em sẽ chia sẻ cho bà con để giúp cho bà con khắc phục được cái tình trạng con ốc đã bị mòn đít, thì giúp cho con ốc nó tái tạo vỏ lại thì con ốc mình nó sẽ không bị mòn đít và con ốc nó sẽ mau lớn. Chứ mà con ốc mà nó bị mòn đít rồi á, mòn đít nặng thì con ốc nó sẽ không lớn, chậm lớn á bà con. Thì đây là cái loại thuốc mà em sẽ chia sẻ cho bà con mà trừ sâu khi mà trong quá trình mình nuôi con ốc luôn. Đó là chai thuốc trừ sâu sinh học là Nem Nano ha. Thì chai thuốc này chỉ có là 250ml thôi bà con. Nhưng mà mình sử dụng cũng khá lâu á. Thì cái bể bạc của em á, thì mỗi bể chỉ có 18m2 à. Thì em sử dụng cái chai thuốc này thì mỗi lần sử dụng là tầm khoảng 2-5ml nè. Cho nên là sử dụng nó rất là lâu luôn. Thì đâu phải mà mình xịt mỗi ngày đâu. Thì khi nào mà sâu nó ăn nhiều quá, bèo mình nó muốn tàn rủi luôn á, thì mình cứ 3 ngày xịt nàng để cho bèo nó xanh tốt lại. Còn bình thường thì cỡ từng lễ 10 ngày mình xịt lần để dưỡng cho cây nó xanh tốt. Thì em sẽ sử dụng cái bình này là 1,5 lít. Thì em sử dụng chỉ có bao nhiêu đầy thuốc à. Thì mỗi bể em sẽ sử dụng 1,5 lít em xịt. Thì nó đã xịt đều hết bể rồi, cho nên là cái liều lượng thuốc mình sử dụng rất là ít. Cho nên là ít cũng rất ít tốn kém. Cho nên bà con cứ sử dụng loại thuốc này mà xịt nó hiệu quả và an toàn cho con ốc nữa. Thì giá thành của nó thì nó tầm khoảng là 100 mấy à bà con, tùy theo chỗ bán. Thì bà con lưu ý khi mà bà con xịt đó, nhớ cho cái hạt nước từ ở trên nó rơi xuống, chứ đừng có xịt trực tiếp vào cái lá bèo ha. Thuốc nó sẽ không bám được trên lá bèo thì sâu nó không chết. Thì bà con cứ xịt đều hết ha. Rồi nếu mà trường hợp mà bèo của bà con mà bị sâu ăn nhiều quá, giống như bên em vậy nè, thì bà con cứ 3 ngày bà con cứ xịt một lần. Còn mà bèo mình đang xanh tốt quá, thì bà con cứ 7 đến 10 ngày thì bà con cứ xịt dưỡng một lần. Thì clip trước em có chia sẻ cho bà con cái loại thuốc mà xịt sâu ăn bèo á, là cái hiệu Vimatot. Thì bà con nên nhớ là mình chỉ sử dụng trước khi thả giống thôi. Còn trong quá trình mình
nuôi á, thì mình không nên sử dụng cái loại thuốc đó nghe bà con. Thì em xin nhắc lại cho bà con nhớ. Thì cũng có nhiều bà con hỏi là mình sử dụng cái thuốc tím thay cho cái thuốc iodine được không? Thì cái loại thuốc sát khuẩn em có chia sẻ cho bà con á, thì cái thuốc tím mình sử dụng vẫn được, nhưng mà bà con lưu ý là nên cái liều lượng cho nó thích hợp. Thuốc tím nó nguy hiểm hơn là cái iodine, khi mà nó bị quá liều á, con ốc mình nó sẽ bị sốc á, nó sẽ bị sốc, bị đơ ra luôn, nằm nghiêng luôn á. Thì bà con lưu ý, thì em khuyên bà con nên sử dụng iodine cho nó an toàn. Còn cái thuốc tím thì mình nên sử dụng cái trước khi là mình thả giống á, là mình sát khuẩn cái nguồn nước á, nó tốt hơn. Thì clip này em xin chia sẻ cho bà con đến đây thôi. Em xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Bà con nhớ đăng ký kênh Trạm Giống Chú Ấy Hồi để theo dõi những clip tiếp theo em sẽ chia sẻ cho bà con quy trình nuôi ốc trên bể bạc. Thì nó còn rất là nhiều phần em sẽ chia sẻ hết cho bà con, để bà con nắm rõ để nuôi ốc cho nó thành công. Bà con nhớ chia sẻ clip và cho em xin một like. Xin cảm ơn bà con rất nhiều.